Tô Lâm xin gửi chào tất cả các bạn click vào video của mình, tiếp tục với các nội dung mới có trong thông tư số 24 ban hành ngày 1 tháng 7 của năm 2023 của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 của năm 2023. Thông qua rất nhiều các bình luận đến từ các bạn có để lại ở phần nhận xét cho mình ấy, mình thấy có hai bình luận rất hay như sau. Top 5 hãy chỉ ra cách tìm lại xe bị mất sau ngày 15 tháng 8 của năm 2023. Và thêm một bình luận nữa ấy, là nếu mất xe mà còn cà vẹt gốc thì có được định danh biển số xe hay không? Với hai câu hỏi này, top 5 sẽ dựa vào thông tư số 24 của Bộ Công an các bạn nha. Và kết hợp với một số mẹo riêng để giúp các bạn thực hiện một cách ok nhất. Tuy nhiên ấy, vẫn phải trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Đầu tiên thì với câu hỏi top 5 chỉ cách tìm lại xe bị mất sau ngày 15 tháng 8 của năm 2023. Cách này tìm lại được cả xe ô tô lẫn xe máy cho các bạn nha. Như các bạn cũng đã biết rồi, theo như rất nhiều video top 5 đã chia sẻ thì sau ngày 15 tháng 8 của năm 2023 sẽ tiến hành tích hợp biển số xe quản lý theo mã định danh của chủ xe. Trước kia là cơ chế biển số xe đi theo xe thì hiện nay sẽ chuyển thành biển số xe đi theo người các bạn nha. Chính vì vậy, nếu như các bạn ấy có những chiếc xe ô tô hoặc xe máy bị mất mà các bạn còn giữ lại cái cà vẹt gốc của chiếc xe đó, mình sẽ lấy một ví dụ cụ thể luôn để các bạn có thể dễ hiểu như sau. Anh A có một chiếc xe Winner X và đã bị mất. Hiện tại biển số chính chủ vẫn là của anh A, vẫn đang đi theo chiếc xe Honda Winner X đó. Trước đây thì đúng là bó tay luôn, vì chỉ còn cách ấy là trông chờ vào các anh công an. Nếu lỡ tìm được này hoặc bắt giữ được trên đường thì sau đó sẽ thông báo lại, thì may ra anh A tìm lại được xe của mình. Còn bây giờ, sau ngày 15 tháng 8 của năm 2023 đã có cách mới cho anh A rồi. Anh A tiến hành làm thủ tục ký tặng chiếc xe đó mà đã bị mất nha, cho vợ của anh A hoặc người thân nào đó trong gia đình. Sau khi thực hiện thủ tục đó xong thì anh A tiến hành làm thủ tục thu hồi cái biển số mà được gắn lên chiếc xe Winix đã bị mất. Sau khi làm thủ tục thu hồi xong thì cá nhân mà lưu thông chiếc xe Winix của anh A ấy, sẽ rơi vào trường hợp nếu bị cảnh sát giao thông kiểm tra thì thấy rằng chiếc xe Winix này không còn được đeo cái biển số của anh A được đăng ký từ ban đầu nữa, vì anh A đã làm thủ tục thu hồi rồi, và khi đó sẽ tìm ra được chiếc xe Winix đã bị mất và sẽ liên hệ lại với anh A là chủ của chiếc xe Honda Winix thông qua số khung và số máy trên xe. Tuy nhiên ấy, vẫn sẽ có những câu hỏi đặt ra là nếu chiếc Winix này ấy, mà khi bị mất, cá nhân kia đã tháo biển số và thay biển số khác hoặc thay đổi kết cấu, số khung và số máy của xe thì đúng là khó thật các bạn nha. Nhưng chắc chắn một điều rằng khi tham gia giao thông trên đường mà có bị các anh cảnh sát giao thông ấy tuyết còi thì chắc chắn sẽ bị thu hồi chiếc xe Winix đó mà thôi. Đó là cách để các bạn có thể tìm lại được cho mình những chiếc xe ô tô, chiếc xe máy bị mất này một cách nhanh nhất và theo đúng như quy định của thông tư số 24. Tiếp theo với câu hỏi, khi bị mất xe mà còn giấy đăng ký hay cà vẹt gốc của xe thì có định danh được hay không? Cũng căn cứ theo thông tư số 24, thì sau ngày 15 tháng 8 của năm 2023, nếu như các bạn không làm thủ tục thu hồi, thì đối với biển số xe 5 số mà trên cà vẹt hiển thị tên của ai đó, thì có nghĩa là sau ngày 15 tháng 8, thì mặc định biển 5 số đó sẽ được định danh cho người có tên trên cà vẹt các bạn nha. Mình sẽ lấy một ví dụ luôn. Anh B có mất một chiếc xe Exciter 150 với biển số 5 số là 25B1-56789. Nhưng hiện tại giấy tờ cà vẹt của anh B vẫn đang giữ. Thì sau ngày 15 tháng 8 của năm 2023, cái biển số 25B1-56789 đó sẽ được tích hợp vào mã định danh của anh B. Do đó anh B có bị mất xe này, thậm chí mất luôn cà vẹt gốc của xe, thì anh B vẫn có thể tích hợp biển số xe vào mã định danh của anh một cách bình thường và ok. Còn nếu như muốn tìm lại xe thì anh B hãy làm theo cách của anh A ở ví dụ trên thì sẽ tìm lại được xe cho mình. Còn không muốn tìm xe nữa vì sợ rách việc tốn thời gian thì anh B làm thủ tục thu hồi biển số xe với lý do là bị mất xe, sau đó mua một chiếc xe mới và đăng ký lại, gắn lại cái biển số 25B1-56789 đó là xong. Sau đây thì mình sẽ nói thêm về 8 điểm mới của thông tư số 24 ban hành ngày 1 tháng 7 của năm 2023
của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 của năm 2023. Để với những bạn nào chưa theo dõi các video trước đây của Túc Nam nha, thì có thể tổng hợp lại luôn thông qua video này. Sau đây là 8 thay đổi lớn về đăng ký cấp biển số xe ô tô, xe máy từ sau ngày 15 tháng 8 của năm 2023 như sau. Thứ nhất, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Nội dung này các bạn cũng đã theo dõi rất nhiều rồi. Thứ hai, được đăng ký cấp biển số xe tại nơi tạm trú. Thứ ba, bán xe được giữ lại biển số cũ, nghĩa là khi bán xe, biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Thứ tư, cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe. Tuy nhiên, cá nhân từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi khi đăng ký xe phải được sự đồng ý của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thì mới được đăng ký các bạn nha. Thứ năm, không nộp phạt giao thông thì người vi phạm không được đăng ký xe. Đây là một nội dung mới vì sẽ áp dụng theo cái mã định danh rồi, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Thứ sáu, khi chuyển địa chỉ cư trú, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi để đổi lại giấy đăng ký xe nhưng vẫn được giữ biển số cũ. Thứ bảy, ô tô đều được cấp một biển số ngắn và một biển số dài thay vì phải xin phép như trước đây. Và cuối cùng thứ 8, có thể kê khai đăng ký xe tại nhà trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Đó là toàn bộ nội dung thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với bạn thông qua video này, chủ yếu là để trả lời cho bạn hai câu hỏi mà các bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình thấy khá là hay. Tìm cách tìm lại xe bị mất sau ngày 15 tháng 8 của năm 2023, và nếu như bị mất xe rồi mà còn cà vẹt thì có được định danh biển số xe hay không? Mình đã trả lời rất cụ thể thông qua những ví dụ này, minh chứng để các bạn có thể dễ hiểu nhất các bạn nha. Hy vọng nhá, sẽ giúp các bạn trong việc tìm hiểu những cái nội dung thông tin cũng như tham khảo thêm về thông tư số 24 của Bộ Công an về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 của năm 2023. Mong rằng các bạn hãy góp ý bằng cách để lại bình luận ở phần nhận xét để Top 5 có thể hoàn thiện hơn, bổ sung thêm cho video của mình một cách ok nhất các bạn nha. Hoặc các bạn thích thêm, làm thêm những nội dung gì, các bạn có thể để lại thêm ở phần bình luận ở phần nhận xét để Top 5 có thể cố gắng bằng những trải nghiệm của mình làm thêm những nội dung khác gửi đến bạn cùng tham khảo thông qua các video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn của mình. Nếu các bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.